Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì buổi làm việc với các tập đoàn tổng công ty năng lượng khoáng sản về việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại than với Lào. Đây là buổi làm việc quan trọng, vừa là nhiệm vụ phát triển kinh tế thương mại, vừa là nhiệm vụ chính trị giữa hai nước. Được biết, trong giai đoạn 2025-2030, Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu than rất lớn, khoảng 60-100 triệu tấn trên một năm. Dù vậy, hợp tác mua bán than với Lào vẫn đang gặp nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng giao thông hạn chế, dẫn đến giá than nhập khẩu từ Lào cao, không đảm bảo tính cạnh tranh với giá than sản xuất trong nước hay than nhập khẩu từ các quốc gia khác. Theo Bộ Công Thương, hợp tác song phương giữa Việt Nam với Lào trong lĩnh vực than đá đã có bước khởi đầu lạc quan. Điểm sáng trong hợp tác than đá giữa Lào và Việt Nam là bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực than đã được ký để hợp tác thương mại than với lào đi vào thực chất bộ trưởng nguyễn hồng diên đề nghị tập đoàn tổng công ty thẳng thắn chia sẻ những khó khăn và đề xuất các giải pháp tháo gỡ trong đó tập trung vào các nhóm vấn đề trọng tâm như sản lượng nhập khẩu từ lào phương thức mua bán đàm phán trực tiếp dựa trên giá tham chiếu đặc biệt nhanh chóng xây dựng khung hiệp định mua bán than việt lào trình chính phủ phê duyệt sớm để triển khai trong lĩnh vực này